Xin chào các bạn nha, hôm nay để mình quay cho các bạn xem hai ba chiếc máy ủi này các bạn. Nó ủi này thì nó không có lọc lớp các bạn, nước nó trào kìa, ghê không? Mấy chiếc này chắc xích 10 hay gì quá, tới xích quá lớn rồi. Ba chiếc là nghe các bạn. Này thì nó ủi tuốt ở trên đầu trên, nó ủi xuống nha. Đây chiếc này đang ủi xuống, sao chiếc này chạy lẻ loi có một mình nè các bạn, nó không ủi kè theo hai chiếc kia nha. Đây thì đồng đó là đồng Kiên Giang cống ganh nha các bạn, lọt qua Kiên Giang. Đây chiếc nè, ba chiếc ha. Đây bây giờ là hai chiếc này nó đang thả ra các bạn, nãy nó ủi xuống giờ nó thả ra nha, thả lấy mặt bằng hay gì nè. Chiếc này thì đang thả ra cho lấy mặt bằng. Chiếc sau này cũng vậy nè các bạn, chắc ủi liếp cái bờ luôn cái gì. Cái này thì nó không có đi kè cả các bạn, nãy nó đi kè hai chiếc kè xuống nhưng mà đều bây giờ nó nghỉ đi kè rồi. Trên này tốt, trên này một chiếc nè. Coi chừng nó chờ chiếc cá xuống chạy mà là ve xuống có đi kè hai chiếc vô luôn cái gì đó. Phá luôn cái bờ luôn. Chiếc cá trên đang ủi xuống nha. Anh chị nào có yêu thích kênh của em cho em một like và một lượt đăng ký anh chị, để em có cái động lực làm những video tiếp theo ha. Coi chiếc ở trên đây nó đẩy đất xuống rồi đó các bạn, cuộn 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 luôn nè. Nó đẩy một cái thì đất nó đùa đi ha, ở sau là khô gan luôn á. Chiếc này dắt ve lên tuốt đầu trên quá. Quá wow, có sình nó đi kìa. Cái này hình như là miếng này xới rồi mới ủi hay sao á, sình quá sình đây.
nó sình kìa các bạn, coi nó sình, nó trao qua hai bên nè. Nè con xe này bắt đầu ủi xuống nha, ủi xuống luôn hay gì nè. Chiếc này thì da tốt đầu trên hay gì. Này chắc mà này máy này chắc ủi ăn tiếng quá các bạn, mình cũng không biết nữa. Nhà máy thì lãnh mão nguyên ăn công, còn nhà máy thì là ăn tiếng, chạy nhiều tính nhiều. Con này nó ủi xuống tới dưới mấy lùng này nó bỏ đây hết đất rồi, lên trên khúc trên gò ủi dài xuống, coi nước nó chạc rồi các bạn. Phá cái bờ bỏ luôn ha, ủi sát bờ luôn. Anh chị nào có yêu thích kênh của em cho em một like và một lượt đăng ký chị, để em có cái động lực làm những video tiếp theo ha. Con này thì đang ủi xuống các bạn. Đùa ra luôn. Mấy cái máy này thì ve lên tốt chảnh rồi các bạn. Còn nó gạt à. Chiếc này nó gạt hay là cho nó phả mặt bằng hay gì, nó gạt hay gì. Còn chiếc kia thì ve tốt đầu trên đùa đất xuống nha. Đây chiếc ve lên tuốt đầu trên nào ủi xuống kìa. Đây bây giờ là ba chiếc đang ủi xuống nha các bạn nè. Trời ơi coi xịn nó đi kìa ông nội ơi, coi đất nó lên kìa. Cuộn cuộn luôn nha. Quá wow, coi kìa coi kìa. Chiếc của anh áo đỏ này hàng đất nó lên nó đi kìa, nó dẹt kìa. Quá khủng khiếp. Còn anh này sao ảnh nên đi dừng lại rồi. Đây vô đó là rất xa nha các bạn. Đó
Đây, anh này giờ đang đang đùa xuống nè, ủi xuống. Anh chị nào có yêu thích kênh của em xem một like và một lượt đăng ký nha anh chị, để em có cái động lực làm những video tiếp theo ha. Thì nói chung ra em đi đâu thì em gặp những trường hợp nào em quay được thì em quay cho các anh chị cùng xem ha. Chứ nói chung ra thì gặp tình huống nào quay tình huống nấy thôi các bạn. Để coi coi nó có ủi xuống tới dưới đây không nha. Đây giờ nó đang ủi trở xuống các bạn. Thì ở trên đó nó đùa xuống nha. Chiếc này đang đùa xuống nữa nè. Này thì mình ở trong này mình quay ra cho các bạn xem thôi chứ mình không có lội ra ngoài nha các bạn. Không đâu, nó không có ủi ra đây đâu. Ủi ra đây á. Nhưng mà nó ủi xuống cái lung này rồi. Đi giọng chứ đi. Chắc có thể chiếc này về vô để căng hàng ngang ủi xuống luôn hay sao đây, hay là chạy vô tuốt đầu trong đây các bạn. À, chiếc này đang đùa xuống luôn nè. Rồi chiếc này dè vô tuốt chẳng luôn rồi. Thôi thôi coi kìa, ủi tới cái nước nó tràn rồi các bạn. Rồi bắt đầu nó nhả sình ra lai gai hay gì đó. Xin nha.
ủi ở trên kia cái là khô gan luôn nha các bạn, lấy hết lớp một lớp mặt đất ở trên kia luôn á. Cò, cò đậu trắng con chưa? Chắc có thể là nó ủi xuống tới đây luôn á, để coi cái nó ủi có chuỗi xuống tới đây không nha. Bây giờ là hai chiếc nó muốn kè nhau luôn rồi nè. Hai chiếc cái đi sát sát nhau luôn, song song nhau luôn các bạn. Rồi tới đó một chiếc ve lên trên rồi nha. Rồi mình xin kết thúc video các bạn ơi, hẹn các bạn video tiếp theo ha. Anh chị nào có yêu thích kênh của em cho em một like và một lượt đăng ký anh chị, để em có cái động lực làm những video tiếp theo ha. Xin cảm ơn anh chị rất nhiều.